Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 14 tháng 10 năm 2023. Theo ghi nhận, giá cá ếch lươn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Cụ thể, cá tra tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ có giao dịch chậm. Giá cá tra thịt đang ở mức 26.700 đến 27.000 đồng 1 kg. Cá tra giống mẫu 30-35 con giá giảm nhẹ về mức 25.000 đến 27.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh ổn định tuy nhiên có giao dịch chậm. Cụ thể loại cá lóc thịt giá từ 36.000 đến 40.000 đồng 1 kg tùy size. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá giao động 135 đến 160 đồng. Ếch thịt tại khu vực Đồng Tháp, Hậu Giang giá ổn định. Giá ếch thịt hiện có giá từ 41 đến 42.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 400 đến 550 đồng một con. Giá cá điêu hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang cũng có giá ổn định. Loại cá thịt 600 g có giá từ 41.000 đến 44.000 đồng 1 kg. Cá điêu hồng giống có giá từ 27 đến 30.000 đồng. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại Đồng Tháp cũng ổn định 33.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, giá cá rô phi tăng nhẹ từ 38 đến 40.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600 g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 kg có giá giảm xuống 33.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang, An Giang có giá tăng mạnh do nguồn cung ít, giá từ 88 đến 90.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận, giá lươn thịt có giá tăng nhẹ, giao động từ 88 đến 90.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Mùa này cá lóc thường bị bệnh ghẻ lở, nguyên nhân chính là do bội nhiễm từ các loại vi nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng. Mặt khác, do tình trạng ao nuôi, ô nhiễm, nhiệt độ thay đổi làm sức đề kháng yếu đi. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là cá ăn ít hoặc bỏ ăn, bơi nhô đầu khỏi mặt nước, nổi lờ đờ, da xám, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, vây và đuôi, sau đó hoại tử vào bên trong thân cá. Mời quý bà con xem ngay cách phòng và điều trị khi cá lóc bị nấm, ghẻ, lở loét nhé. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.